Chị Minh có thể chia sẻ một chút về cái tình trạng của cháu ấy mà trước khi sử dụng sữa như thế nào không ạ? Bé như chị thì bé lại không bị dị ứng. Một con gặp cái tình trạng ở đây là phát triển ngôn ngữ kém, với lại cái tình trạng của bé là ngủ không sâu giấc. Thì chị cũng có dùng rất nhiều sản phẩm thực phẩm cho bé ấy. Thì với bé nhà chị là 3 tuổi rồi, cho nên là chị cũng rất lo lắng về cái ngôn ngữ phát triển của con. Thì tìm hiểu ấy, thì đi khám thì thấy, đi lên các hội nhóm này thì cũng thấy các mẹ chia sẻ cái dòng sữa này của mình tốt, thế là chị cũng mua thử về cho con uống xem bé có hợp không. Thì chị cũng biết đến cái dòng sản phẩm từ lúc đấy. Thì không biết là tại sao chị lại lựa chọn cái sản phẩm sữa Miyoko để cho cháu mình dùng ạ? Lúc mà con thực ra ở cái độ tuổi 3 tuổi, hơn 3 tuổi rồi mà ngôn ngữ của con nó chưa nhiều ấy, thì thông thường các mẹ cũng rất lo ở đây là sợ là con gặp tình trạng tự kỷ hoặc tăng động mà con gặp vấn đề về não bộ nữa. Nên là khi chị tìm hiểu thì chị thấy là các mẹ chia sẻ ở đây là cái sản phẩm Miyoko này nó có chứa omega 3, tức là thành phần GABA mà nó tốt cho não bộ của con. Thì chị cũng dùng thử cho con thì thấy là bé có cải thiện về cái giấc ngủ đầu tiên sau khoảng nửa tháng sử dụng đấy. Thì sau đó chị thấy con cải thiện tốt về cái cảm xúc cũng như là cái hành vi của con ấy và cái ngôn ngữ, thì chị thấy tốt thì chị duy trì cho bé đến bây giờ. Chị có thể chia sẻ một chút về cái hương vị? Chị thấy nếu mà so sánh những sản phẩm trước đây chị dùng thì chị thấy là cái mùi vị nó rất là thơm. Bé nhà chị thì rất là thích, có nghĩa là lúc nào nào dùng sữa là giữa lựa chọn sữa tươi và sữa này thì chị thấy là bé lúc nào bỏ mẹ đi pha luôn. Cho nên là chị thấy là cái mùi vị nó rất là dễ uống. Cho nên là dùng thì cái hay hiệu quả rất là tốt về cái dòng sữa mà chị đang lựa chọn cho con. Nhưng mà con nhà chị thì khi mà sử dụng cái sữa này không những là em đâu mà cả anh cũng tranh nhau uống vì cái sữa thật sự là nó rất là thơm ngon. Mà chị thấy sữa này sử dụng cũng được cho nhiều lứa tuổi ấy. Sữa lại là sữa nhạt, nó không béo, đâm ra là tốt cho hệ tiêu hóa của cháu. Rất là tốt, là chị mua về là sử dụng cả anh cả em luôn. Pin là chị giờ dùng em thấy sang mấy hôm cái là đã hết hồ rồi. Đấy, tự nhiên biết đến dưới này là bọn trẻ con là cứ tranh nhau uống thôi. Vậy là cũng có mấy loại ấy, theo mình thấy dễ mà uống cứ thằng lớn cái con bé đều thích, cứ mấy vị thay đổi nhau đều dùng thì chúng nó đều thích hết mà. Chị thì thấy bé nha, chị cải thiện về ngôn ngữ và thứ hai nữa là cái giấc ngủ của con và cái cảm xúc của bé cải thiện rõ rệt. Đây là chị duy trì cho bé là cũng hơn một năm nay rồi, với sản phẩm này thì chị duy trì thôi bởi vì là dùng cho con hợp ấy, cho nên là con cải thiện rất tốt về cái phát triển thể chất và cái não bộ cho con. Chị